Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư, ngày 13 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Lo dân lật đổ, Đảng diễn tập bảo vệ Đại hội 13. Hai tuần trước thời điểm dự kiến diễn ra Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam liên tiếp tổ chức các cuộc diễn tập bảo vệ sự an toàn cho kỳ đại hội quan trọng nhất của Đảng. Sự việc gây tranh luận sôi nổi trong và ngoài nước. Vào hôm 10 tháng 1 năm 2021, với hơn 6.000 quân thuộc nhiều lực lượng vũ trang, có buổi diễn tập bảo vệ sự an toàn cho Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay tại thủ đô Hà Nội. Đây là hình ảnh lễ xuất quân diễn tập vào hôm 10 tháng 1 có sự tham gia của hơn 6.000 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an, quân đội và một số cán bộ y tế của thành phố Hà Nội. Ngoài 4 xe bọc thép đặc chủng của ngành cảnh sát cơ động và cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ phòng chống khủng bố, giải cứu con tin, buổi diễn tập còn có xe thiết giáp, xe tăng, xe chống đạn, ô tô, mô tô đặc chủng của công an, quân đội và chó nghiệp vụ. Các cảnh sát cơ động được trang bị lá chắn, gậy, mũ bảo hiểm, giáp, tay chân tham gia diễu hành. Bộ Quốc phòng cũng huy động hàng chục lực lượng, trong đó có đặc biệt có bộ đội đặc công của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Truyền thông nhà nước Việt Nam trích lời phát biểu của ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư tại buổi diễn tập, nhấn mạnh cần quán triệt sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ Đại hội lần thứ 13 của Đảng trong toàn lực lượng công an, quân đội và nhân dân và các lực lượng tham gia phối hợp. Tuyệt đối không được để chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Bộ trưởng Công an, ông Đại tướng Tô Lâm đầy tai tiếng là người chủ trì lễ xuất quân diễn tập. Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Lâm nói rằng các cấp công an từ bộ đến địa phương từ thời điểm này bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực, sẵn sàng hy sinh, chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công đại hội. Trước đó, vào ngày 8 tháng 1, Bộ Công an Việt Nam và Tiểu ban An ninh Trật tự Đại hội Đảng 13 đã tổ chức họp diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng với chương trình bảo vệ nguyên thổ lần đầu tiên được đưa ra diễn tập. Đây là hình ảnh đoàn xe đặc chủng tham gia buổi tổng duyệt lễ xuất quân và diễn tập và phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 tại quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào sáng ngày 8 tháng 1 do Bộ Công an phối hợp tổ chức cùng Bộ Quốc phòng. Truyền thông trong nước tường thuật cuộc diễn tập huy động rất nhiều nhân sự và khí tài, trong đó có dàn xe đặc chủng chống bạo động 9000E và xe bọc thép Hummer H2, xe chống đạn Ram 2000 do Israel sản xuất, xe SICAC đặc chủng xử lý bom mìn, sự cố hóa học, xe phá sóng. Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng kỵ binh mới được thành lập của Việt Nam tham gia diễn tập. Cuộc diễn tập có những nội dung gồm chống biểu tình, bạo động, bảo vệ nguyên thổ, tiêu diệt mục tiêu, một số tình huống giả định được đưa ra. Một giả định là có hàng trăm người dân dùng gậy gộc, gạch đá đến trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đòi gặp chủ tịch yêu cầu trả ruộng đất. Những người tham gia đó không đạt được mục đích nên đã tiến hành đốt phá và lao vào trụ sở của Ủy ban. Công an thành phố xin chỉ đạo Bộ Công an huy động lực lượng để hỗ trợ. Lực lượng chủ chốt là Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động được điều đến với hàng ngàn cán bộ chiến sĩ với trang thiết bị. Giả định khác là một số thành phần bị cho là khủng bố bất ngờ tấn công đoàn xe của các yếu nhân, các đặc nhiệm và cảnh sát bảo vệ đã chiến đấu bảo vệ nguyên thổ và tiêu diệt mục tiêu. Trước các kỳ đại hội Đảng cũng là thời điểm mà giới quan sát nhận định là có rất nhiều nhà hoạt động, những người bất đồng chính kiến đã bị bắt giam và tuyên các án tù rất nặng nề nhằm gieo rắc sự sợ hãi trong dân. Điển hình là cuộc bắt bớ nhà báo Phạm Đoan Trang và những bản án nghiệt ngã tổng cộng 37 năm tù giam với cáo buộc làm tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, vật phẩm, tài liệu nhằm chống phá nhà nước dành cho ba nhà báo độc lập là nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn mới đây. Cuộc diễn tập hùng hậu này cũng nhằm bảo vệ Đại hội 13 của Đảng những ngày qua đã gây bức xúc trong dư luận. Đây là hình ảnh ông Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo lễ xuất quân diễn tập phương án bảo vệ Đại hội 13 của Đảng. Facebook Lê Văn Đạt ngày hôm 10 tháng 1 đã sáng tác rất nhiều đồng thơ với nội dung lại diễn tập và nhận được sự chia sẻ lớn trong cộng đồng mạng. Nguyên văn được viết như sau: 6.000 chiến sĩ công an tập trung diễn tập ở sân Mỹ Đình, trông vào mới thấy thất kinh, mới biết nước mình trang bị cũng ghê. Nào là súng ống, nào xe, nào là khuyển mã và mê man người. Bảo vệ Đảng phải thế thôi, tốn tiền ta cũng phải chơi đến cùng. Mà tiền ngân sách là chung, nhân dân đóng thuế vào cùng góp nên. Cho dù có tốn nhiều tiền thì dân cũng chớ than phiền dân ơi. Đến khi đại hội xong rồi, ngồi đọc nghị quyết là đời lên tiên.
giá mà bảo vệ chủ quyền ta cũng diễn tập ngày đêm thế này, ngư dân sẽ nở mặt mày, không sợ tàu lạ đâm này và kia. Và liền theo đó, Facebook Ngọc Thu cũng đồng tình nhận định như sau. Điều mà ai cũng rõ, dưới chế độ độc tài toàn trị, sẵn sàng đàn áp khốc liệt những tiếng nói ôn hòa trái chiều, thì Việt Nam làm gì có một lực lượng vũ trang chống lại nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam mà cần phải tập trung nhân sự khí tài để bảo vệ đại hội đảng như vậy. Phải chăng phần lớn người bất đồng chính kiến từng lên tiếng phê bình Đảng Cộng sản Việt Nam đang ngồi tù cả hay sao? Chẳng lẽ Đảng xem nhân dân có khả năng khủng bố Đảng như vậy? Những cuộc diễn tập quy mô này chỉ nhằm mục đích phục vụ chính là sự phô trương tuyên truyền cho chế độ, và chế độ muốn chứng tỏ rằng họ có dư khả năng đè bẹp mọi sự phản kháng từ người dân. Cuộc diễn tập vì thế mà được dư luận đặt tên là diễn tập đánh dân và bảo vệ Đảng. Còn tài khoản Facebook với tên Trần Hoan thì bình luận như sau. Trên các đường phố, ngõ ngách đều răng bảng hiệu Đại hội Đảng và đại hội của các cấp là ngày hội toàn dân. Đã là ngày hội thì có gì phải sợ mà phải diễn tập thấy ghê vậy. Đây là hình ảnh đầy tai tiếng của ông Đại tướng Tô Lâm đã từng bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức đem về. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã phát biểu tại lễ xuất quân diễn tập. Đảng quang vinh, vĩ đại, muôn năm và các ông các bà đều khẳng định được là nhân dân tin tưởng, yêu mến. Vậy các ông các bà lo sợ điều gì mà phải diễn tập hoành tráng để bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ 13 đến như vậy? Trong khi nay, nơi đang nguy hiểm và đang bị xâm lược là biển đảo Việt Nam thì không thấy các ông các bà cho quân đội diễn tập để bảo vệ. Vậy hóa ra các ông các bà chỉ lo chăm chăm bảo vệ Đảng mà thôi. Còn chủ quyền, tài sản của ông bà tổ tiên để lại thì các ông các bà làm ngơ. Vậy là các ông các bà coi Đảng của ông to hơn cả Tổ quốc rồi. Diễn tập để bảo vệ Đại hội Đảng chứng tỏ Đảng không hề tin tưởng nhân dân, vẫn sợ nhân dân nổi loạn, và cũng chứng tỏ các ông các bà lãnh đạo cũng hiểu nhân dân không ủng hộ Đảng như trước nữa, nên các ông các bà mới lo sợ đến như vậy. Trong khi đó, nếu ở các nước dân chủ, Đại hội Đảng là việc riêng của một đảng phái, không liên quan đến an ninh quân đội và càng không được lấy tiền thuế của dân để tổ chức Đại hội Đảng, chứ đừng nói đến chuyện dùng tiền thuế của dân để tổ chức diễn tập bảo vệ Đảng, bảo vệ Đại hội Đảng. Trong khi các ông các bà luôn tuyên bố Việt Nam dân chủ gấp mấy lần Mỹ. Bên cạnh đó, luật sư Nguyễn Văn Đài cũng khẳng định tiếp như sau. Các đại hội của các đảng, bao gồm cả đảng cầm quyền và các nước dân chủ, không bao giờ cần đến sự bảo vệ của quân đội và công an. Chỉ có ở các nước độc tài Đảng Cộng sản Việt Nam thì Đảng Cộng sản mới phải cần đến quân đội và công an bảo vệ, bởi bản chất phi nghĩa của Đảng và chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng và các chế độ độc tài thực sự xấu xa, phi nghĩa mới sợ hãi người dân đến như vậy. Thứ hai là một nền an ninh của chế độ độc tài chứa đựng nhiều nguy cơ bất ổn. Thứ ba là lo sợ nhân dân có thể nổi dậy bất cứ lúc nào để tiêu diệt Đảng Cộng sản. Và người dùng Facebook tên là Lý Hữu Hòa cũng đưa ra tóm lược về Đảng Cộng sản ngày nay như sau. Đảng Cộng sản miệng thì nói chưa bao giờ người dân tin yêu Đảng như ngày hôm nay, nhưng tai thì nghe dân chửi từ trên xuống dưới, mắt thì nhìn đâu cũng thấy thù địch phản động rồi ra sức bắt bớ, giam cầm người dân và những người bất đồng chính kiến, đàn áp nhân quyền. Đây là hình ảnh ông Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội hứa quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội Đảng lần thứ 13. Trả lời phỏng vấn của đài FA, nhà hoạt động Trần Bang cũng nêu quan điểm của ông về buổi diễn tập rầm rộ những ngày qua như sau. Theo tôi thì chuyện diễn tập nước nào cũng có thể làm, nhưng ở đây là nó có vẻ phô trương, điều đó chứng tỏ giữa Đảng với dân là có vấn đề. Tại sao bảo vệ Đảng mà phải phô trương với dân như vậy? Anh phải rèn luyện, tập luyện để bảo vệ an ninh cho người dân và cho các tổ chức chính trị, trong đó có Đảng Cộng sản, chứ không phải chỉ tập luyện để bảo vệ mỗi cái Đảng Cộng sản mà không phải để bảo vệ người dân. Trong trường hợp này thì tôi thấy buồn cười ở chỗ, nó phô trương giống như thể đe dọa người dân vậy. Chứng tỏ họ không tin dân nữa và họ cũng thấy rằng rất bức xúc từ người dân. Thật sự ra thì ngày nào cũng có những cuộc tuần hoành của dân oan, có điều báo chí nhà nước Việt Nam cũng rất ít đưa. Thế cho nên họ cố tình phô trương như vậy để đe dọa dân, đặc biệt là dân oan. Ông Đức Võ, cựu sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam thì cho rằng buổi diễn tập mang dụng ý đừng ai manh nha ý đồ chống đảng. Ông nói thêm, khi đọc tin tức về việc này trên báo chí nhà nước, điều đầu tiên tôi cảm nhận đó là sự lo sợ một cách thái quá. Mà thường danh không chính thì ngôn cũng không thuận, có tật thì hay giật mình. Thật ra thì họ muốn duy trì cái độc tài, độc đảng, nắm quyền kiểm soát và cai trị xã hội, nên luôn luôn lo sợ có thế lực nào đó giành quyền của họ. Với cách kiểm soát chặt chẽ của họ thì phải nói là rất khó có thế lực nào dùng bạo lực mà lật đổ được họ.
Còn với dân thì hoàn toàn không thể vì dân, vì họ được sử dụng vũ khí mà lại còn bị kiểm soát đến từng chân rong cái tóc, người dân không hề có gì trong tay. Vấn đề muốn thứ hai tôi nói đó là tiêu tốn tiền ngân sách, tiền thuế của dân mà có cần thiết đến mức phải phô trương như thế hay không. Đừng nghĩ diễn tập không tốn tiền, rất tốn kém. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D ngày hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 1 năm 2021 với bản tin Lo dân lật đổ, Đảng diễn tập bảo vệ đại hội 13. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D.